Dạ, em xin chào tất cả các anh cân thủ đã quay trở lại video 6 video 762 của shop em ạ. Và buổi sáng hôm nay thì rất là nhiều cần tây nha các anh, có cần tây lóng ngắn và cần tây lóng dài, câu đơn câu đài nha. Chiều dài thì từ 3m6 cho đến là 7m2, 8m1 đều có nha các anh. 9m có luôn ạ. Những cây 67H cứng cao để câu săn hàng em sẽ lên ở cuối video. Và một cây cán vợt carbon đa qua nha các anh, cán vợt carbon đa qua dài 5m. Cái này thì bản đời cao nha, nên là nó rất là nhẹ, nhẹ và vừa cứng nha các anh. Vừa cứng. Và như trước mắt các anh sẽ là bốn cây cần, à không, ba cây mini carbon, ba cây mini carbon và một cây cần câu lui du lịch 4 khúc nha. Một số lưỡi câu ạ. Và giá bên em báo chưa bao gồm phí ship mỗi đơn cần sẽ là 40.000. Còn đơn lưỡi câu, đơn phụ kiện sẽ là 30.000 một đơn. Các anh đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ hai sản phẩm trở lên thì bên em sẽ miễn phí ship ạ. Và nào đặt hàng vui lòng liên hệ em qua số điện thoại là 0933 111 365 ạ. Và đầu tiên sẽ mẫu lưỡi câu này nha các anh. Cái này là Marusa, lưỡi câu Marusa hàng Nhật nha. Và lưỡi này sao nó sẽ là size số 10. Lưỡi size số 10 ạ. Em đặt trên vỏ ly nha các anh. Các anh xem cái form và cái kích thước lưỡi ở trên vỏ ly nha. Chiều rộng của nó là được 1 ô ly rưỡi nè, còn về chiều dài thì là gần 2 ô ly ạ. Chiều dài gần 2 ô ly nha các anh. Thiếu một ô ly nhỏ nữa thôi là được 2 ô ly rồi. Chiều dài đây. Form thì cái form nó, cái đầu lưỡi nó sẽ móc vào bên trong như này, rất là khó xảy cá nha. Lưỡi trơn không ngạnh. Lưỡi trơn toàn thân luôn không ngạnh. Và trong một vỉ như này thì nó sẽ có tổng cộng là trên dưới 100 lưỡi nha các anh, trên dưới 100 lưỡi bên trong vỉ này. Và em sẽ bán combo 2 vỉ ạ. Combo 2 vỉ sẽ có mã số 1 nha các anh. Combo 2 vỉ mã số 1 giá là 100.000. Combo 2 vỉ mã số 1 nha, giá 100.000 hai vỉ như này nha các anh. Và tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là lưỡi câu size 8.5 này. Lưỡi câu size 8.5. Cái này thì em còn một mã duy nhất thôi nha. Là anh nào nhanh tay mình chốt đơn. Một mã duy nhất thôi. 5 vỉ cuối cùng nha các anh. 5 vỉ size 8.5. Và trong một vỉ nó sẽ có 20 lưỡi ở bên trong nha. Một vỉ như này được 20 lưỡi nè. Một vỉ 20 lưỡi nha các anh, size 8.5 ạ. Cái form lưỡi nó sẽ thẳng đứng như này nha. Thẳng đứng như này luôn. Chiều dài thì gần 2 ô ly vỡ, còn chiều rộng là vỏn vẹn 1 ô ly nha các anh. Trong 1 ô ly, form vuông. Đầu lưỡi rất là sắc nha và lưỡi có ngạnh, ngạnh nhỏ. Lưỡi có ngạnh nhỏ cho mình. Size 8.5 này, một vỉ thì được 20 lưỡi bên trong. Và em bán combo 5 vỉ nha các anh. Combo 5 vỉ sẽ có giá là 110.000 nha. Combo 5 vỉ mã số 2 có giá là 110.000 ạ. Và tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là lưỡi size số 7 nha các anh. Lưỡi câu size số 7 hãng J-Max. J-Max nha các anh, của Nhật luôn. Size số 7 nè. Cái form và kích thước lưỡi thì em sẽ để ở trên vỏ ô ly á. Nào các anh nhìn trên vỏ ô ly mình hình dung giùm em. Vì đôi khi á, để gần thì nó lại quá to, còn để xa thì nó lại hơi nhỏ một tí. Nào các anh nhìn xem trên vỏ ô ly nè, mình hình dung kích thước lưỡi nha. Form lưỡi với cả kích thước thì như trên video hết luôn. Dài cũng gần 2 ô ly vỡ, còn rộng là trong 1 ô ly. Lưỡi câu có ngạnh ạ. Lưỡi câu có ngạnh. Dài gần 2 ô ly vỡ nha các anh. J-Max size số 7. J-Max size số 7. Và trong một vỉ này á, trong một vỉ như này sẽ có tổng cộng là 15 lưỡi bên trong nha các anh. 15 lưỡi bên trong một vỉ này, J-Max size số 7 ạ. Và đây thì em có combo 10 vỉ nha các anh, combo 10 vỉ. Mã cuối cùng nha, combo 10 vỉ sẽ có giá là 200.000, 10 vỉ giá 200 nha các anh, chỉ một combo duy nhất thôi. Là các anh nhanh tay chốt đơn nha, mã số 3 giá 200.000. Và tiếp theo mã số 4 sẽ một cây cần câu lui du lịch nha các anh, cần câu lui du lịch 4 khúc. Chất liệu của nó là fit nha các anh và chiều dài cây này là 1m68, độ cứng ML, dòng short pin. 1m68 ML. Tải mồi thì từ 2 cho đến 12 g. 2 đến 12 g nha các anh, cần mới ken luôn, mới 90-95%. Các anh nhìn bát cần này, sáng bóng, bát là bát vặn. Bát hãng bát vặn như này, một cái là để cố định máy nè, còn một cái chống trượt nha các anh. Mới ken luôn, tay cầm mút. À không, tay cầm là cán gỗ nha, nó vẫn còn nguyên siêu, còn nguyên siêu chưa có bóc. Và một cái túi zin đi kèm. Một túi zin đi kèm nha các anh, cần hãng Suyumi, 1m68 ML. Tải cá sẽ từ 6 cho đến 10 lb. Trên dưới 5 kg cá, còn tải mồi từ 2 đến 12 g.
2 đến 12 gram nha các. Cần mới đẹp nè. Cần đuôi du lịch 4 khúc. Toàn bộ dàn khoen là khoen hãng hết, khoen kim loại. Và ngọn cần sẽ là 2 ly, trọng lượng 98 gram. Mã số 4 và giá cây này là 550.000. Mã cần số 4 giá 550.000. Và tiếp theo mã số 5. Số 5 sẽ là một cây cần câu rút mini nha các. Cần câu rút mini. Bên trong này thì nó đi kèm một cái vỉ thẻo của QH, thẻo size số 10 nè. Hai vỉ luôn nha các, hai vỉ, một vỉ size số 9, một vỉ size số 10. Thì cái này hàng bên Nhật về có sẵn, kèm thêm gửi kèm cho các luôn nha. Về mình câu. Rồi mời các xem ngoại hình nè. Cần rút mini carbon 1m8 nha các, 1m8 dòng carbon bass rod. Và chiều dài 1m8, độ cứng của cần là khoảng tầm là M, cây này cứng M, độ cứng cao. Tải mồi sẽ từ 1/4 đến 1 OZ, 1 OZ nó khoảng tầm 28 gram nha các. Ngọn là 1 ly 7, ngọn 1 ly 7 trọng lượng 110 gram ạ. Còn có tổng cộng là 6 lóng. Và cây này chiều dài thu gọn chỉ có 43 cm nha các, chỉ có 43 cm thôi. Gốc cần là 13.6 ly này, giá bên Nhật họ bán 31.000 yên nha các. Dòng này rất là đắt nha, 31.000 yên nè. Còn 1m8. Ngọn 1 ly 7 trọng lượng 110 gram, full hợp đi kèm như này. Nó bị mất một cái đầu bên này nha các, một cái nắp chụp đầu bên này. Hôm nay thì em về được hai cây, cây là 1m8 và một cây thì 2m1. Ngọn 1 ly 7 nè, cần có một khuyên chạy nha các. Có một khuyên chạy, phô carbon xoắn toàn thân luôn, xoắn tất cả các lóng. Và khoen cái này nó sử dụng là khoen kim loại, khoen hãng như này, nó không có sứ ở bên trong nha các. Cứng M, bắt vặn, tay cầm cánh gỗ bần ạ. Còn mini carbon, ngoại hình còn được tầm 85-90%, có lóng 90 nha các, còn có lóng 85 nè. Và mã số 5, mã số 5 giá cái này là 600.000, mã còn số 5 nha, giá 600.000 ạ. Và tiếp theo mã số 6, số 6 là cây 2m1 nha các. Cây 2m1 cũng đi kèm có hộp này. Bên trong thì cũng có cái vị thể QH cho mình nha. Cái vị thể QH. Dài 2m1 nha các. Dài 2m1 và ngọn của cây này thì là 1 ly 7, trọng lượng là 120 gram. Tải mồi 1/4 đến 1 OZ, tải cá 8 đến 20 lb, trên dưới 10 kg cá ạ. Trên dưới 10 kg cá, cây này cũng 6 lóng luôn và thu gọn là 45 cm. 45 cm ạ. Dài 2m1 nha các. Cần câu mini carbon máy đứng. Dài 2m1 nè, phô carbon xoắn và khoen của nó cũng là khoen kim loại như này nha các. Khoen kim loại như này. Mình không thích, mình có thể về thay những cái khoen mà có loại sứ nha, sứ xám nha. Sứ xám hoặc sứ đen vào đều được hết ạ. Có thể thay khoen có sứ vào. Và khoen này thì nó vẫn câu bình thường nha các, vẫn câu bình thường, không vấn đề gì. Ngoại hình tổng quan tầm 85-90%. Bắt hãng, bắt vặn, tay cầm cán gỗ bần ạ. Và mã số cần là mã số 5 nha các. Mã số 6, mã cần số 6 và giá của cây này là 650.000. Mã số 6, giá cần là 650.000 ạ. Tiếp theo mã số 7 sau một cây cần câu rút mini của Daiwa nha các. Daiwa dòng Lightback nè, chiều dài 2m7, độ cứng 10, 2m7 cứng 10 nha các. Và cây này là hàng China xuất sang Nhật, có mã code đầy đủ ạ. China xuất Nhật, mã code và tem vàng đây nha các. 2m7 cứng 10. Dòng này đánh rất là hiệu quả, đánh rất là hay nha. Bát là bát Fuji, bát vặn như này. Còn Daiwa tay cầm mút cứng. Và toàn bộ khoen sẽ là khoen Fuji loại sứ đen nha các. Cây này thì dàn khoen là nguyên zin rồi, bao zin rồi. Có một khuyên chạy đây, carbon xoắn từ lóng thứ hai, xoắn từ lóng thứ hai nha các. 2m7 cứng 10 và ngọn cần sẽ là ngọn 1 ly 3 nha, ngọn cần 1.3 ly, trọng lượng là 186 gram. Độ mới của các lóng này tương đối nha các, 90% nè, nó không quá xây xước, còn 90% ạ. Đào qua 2m7 cứng 10. Ngọc 1 ly 3 trọng lượng là 188 gram. Mã cần số 7 và giá cái này sẽ 1.150.000. Mã cần số 7 nha các, cái này sẽ có giá là 1.150.000 ạ. Tiếp theo đầu tiên thì em sẽ gửi đến các anh một cây
cán vợt nha, một cây cán vợt carbon câu đài ạ, dòng carbon fiber. Chiều dài cây cán này là 2m7 nha các, 2m7. Và phần tay cầm của nó thì được lắp một cái lớp mút cao su như này nha, cầm rất là êm tay và chắc tay nè, tránh trơn trượt nha các. Dài 2m7. Và cây này thì nó cũng có chế độ zoom luôn. Khi mà các muốn dùng ngắn thôi á, thì mình để nguyên zin như này, nó khoảng tầm 1m8. Còn mình muốn dùng mà dài hơn thì các anh cứ zoom ra nha, cứ zoom ra. Và nó cũng có hai chế độ zoom luôn nha các. Và zoom một lóng nè, zoom một lóng. Còn mình zoom cái lóng này nữa thì nó sẽ ra đủ là 2m7 nha. Zoom cả lóng này sẽ ra đủ 2m7 cho các anh ạ. Cần tổng cộng, cán này tổng cộng là 3 lóng nha các. Cán tổng cộng 3 lóng và cán nó rất là nhẹ nha, carbon vừa nhẹ và vừa cứng nè. Vừa nhẹ vừa cứng cáp chắc chắn ạ. Dòng carbon fiber 2m7, chuẩn 2m7 luôn nha các anh. Khi mà mình gắn mặt vợt vào nữa thì nó sẽ khoảng tầm là 3m, 3m1 nha. Cái này gắn mặt vợt tầm 3m, 3m1. Và cán này thì sẽ sử dụng là ren 7 nha các anh. Sử dụng ren 7 trọng lượng 228g, mã số 1 giá 240.000 miễn phí ship ạ. Mã số 1 giá 240.000 miễn phí ship. Cán vợt 2m7. Và tiếp theo mã số 2, số 2 sẽ một cây cần tay nha các anh. Cần tay dòng FVF ạ. FVF. Hàng carbon cao cấp nha, super carbon nè. FVF 3m6. Full carbon xoắn tất cả các lóng luôn nha các anh, từ lóng ngọn cho đến lóng gốc bên ngoài. Có nắp trực và túi đi kèm đầy đủ ạ. Nào, khi mình nhận hàng mình kiểm tra hàng giúp em nha. 36 này đầu bu nó xoay 360 độ nha các anh. Xoay chống xoắn 360 độ. Lóng nào cũng là carbon xoắn hết nha. Độ mới thì cao rồi, hàng nội địa Trung, hàng công ty Thanh Lý nha các anh. Chưa qua sử dụng là độ mới nó sẽ rất là cao. Carbon xoắn tất cả các lóng luôn. Và cần vừa cứng 5H ạ, ra thẳng tắp. Vừa cứng 5H, dài 3m6, ngọn 1 ly 2, trọng lượng 100g. Mã cần số 2 giá 390.000, mã số 2 và giá cần giá 390.000 ạ. Tiếp theo mã số 3, số 3 là cây 3m9 nha các anh. Một cây SVS chiều dài 3m9 luôn. Và những cây này thì phô lóng nó giống nhau nè, màu nước sơn đều giống như nhau, nên em xin phép đọc thông số nha các anh, chấm mất thời gian của các anh ạ. Đọc thông số nè. 3m9, vừa cứng 5H, ngọn 1 ly 2, trọng lượng 117g. Mã cần số 3 giá 390.000. Và cây này có mã số 3 giá là 390.000 ạ. Tiếp theo mã số 4, số 4 sau một cây SVF 4m8 nha các anh. SVF 4m8. Carbon xoắn tất cả các lóng luôn. Dòng 4m8 này thì câu trôi chép với xăng chấm đều rất là khỏe nha các anh, rất hiệu quả. Carbon xoắn toàn thân 4m8, vừa cứng 5H ạ. Ngọn 1 ly 2, trọng lượng 148g. Mã cần số 4 và giá cây này ra 450.000. Chiều dài 4m8, mã cần số 4 giá 450 ạ. Và tiếp theo mã số 5, số 5 sẽ một cây 5m7 nha các anh, dòng SVF luôn, dài 5m7. Carbon xoắn này, từ lóng ngọn cho đến lóng gốc bên ngoài. Chiều dài 5m7 nha. Cần tay carbon ạ. Cái này thì cũng vừa cứng 5H luôn nha các anh. Cần vừa cứng 5H, ngọn sẽ là 1 ly 2, ngọn 1.2 ly. Và trọng lượng cần là 205g nha các anh, 205g, mã cần số 5. Mã số 5 và giá cái này sẽ là. Và cây cần này sẽ có mã số là số 5 nha các anh. SVF 5m7, mã số 5 có giá là 480.000, mã số 5 giá 480.000 ạ. Và tiếp theo mã số 6, số 6 là dòng BVLC nha các anh. BVLC, cây này dòng này phân bố lực của nó rất là tốt nha. Phân bố lực cực kỳ tốt luôn. Chiều dài là 4m8 ạ. BVLC 4m8, full carbon. Full carbon nha các anh. Và nó cũng có đầy đủ nắp chụp và túi nha. À, mình nhận hàng đó, mình kiểm tra hàng giùm em. Nắp chụp nè, túi đựng đi kèm đầy đủ hết. Và ngọn của cái này là 1.2 ly. Ngọn 1.2 ly, đầu vu xoay chống xoắn ạ. Carbon xoắn từ lóng ngọn luôn. Và tới lóng thứ hai thì nó sẽ xoắn chìm nha các. Xoắn chìm từ lóng thứ hai nè. Chỉ xoắn nổi mỗi lóng ngọn thôi nha. Ra thẳng tắp, cứng 5H ạ. Rất là thẳng. Những cây này thì nó không võng đâu nha các. Cần ra thẳng tắp luôn, nó không võng tí nào hết. BVLC 48, trọng lượng 148g. Và mã cần số 6 ạ. Mã số 6, cây này có giá là 390.000. Mã số 6, giá cần 390. Và tiếp theo mã số 7. Số 7 là một cây BVLC 6m3 nha các.
cần tây BVLC 6m3. Phôi lóng thì nó cũng giống cây vừa rồi em mới quay cho anh xem nha. Dòng này thì chuyên săn chấm đen nè, câu chép. À, các anh miền Tây thì mình hay đi câu cá sặc, có thể tham khảo dòng này. Độ cứng tốt nha các, cứng tốt. Và ngọn sáo 1.2 ly, trọng lượng 235g nha các, 235g và mã cân số 7. Giá cây 6m3 này sẽ có giá là 520.000, mã số 7 giá cân 520.000 ạ. Và tiếp theo mã số 8. Số 8 sau một cây cần tây lóng ngắn dài 36 nha các. Cần câu tây lóng ngắn 36. Và lô cần tây hôm nay thì toàn bộ đều là carbon hết nha các. Phôi toàn bộ carbon hết, không có phíp ạ. Cái này nó chỉ xây xước mỗi lóng ngoài vì hàng vận chuyển về thôi, còn các lóng bên trong thì mới ke nha. Các lóng bên trong rất là đẹp, toàn 90-95% nha các, không xước xát mấy. Chỉ mỗi lóng gốc thì cũng có vài vết xước sơ nè. Còn các lóng kia rất là đẹp ạ, 90-95% luôn. Và cái này ra thẳng tóc nha các. Cần cứng đều 3.5 đến 4H, độ nảy cực kỳ tốt luôn. 3.5 đến 4H và nó nảy lại vị trí cũ rất là nhanh nha các. Nảy thẳng lại nè, vị trí cũ cực kỳ nhanh. 36. Hạn kinh ạ, ngọn 0.8 ly, trọng lượng 100g và mã cân số 8. Mã số 8 cây 36 này sẽ có giá là 600.000, mã số 8 nha các, giá 600. Cứng đều nha, cứng đều phù hợp dành cho các mới tập câu thì đánh cái này nó sẽ dễ hơn nha. Và tiếp theo mã số 9 ạ. Số 9 là một cây Ryobi của Hàn Quốc xuất sang Nhật nha các, dài 4m5. Dòng này thì chuyên câu mương câu suối nha. Nó rất là nhẹ và gọn nữa, là chuyên mương suối cho các anh nè, các anh đi câu cả ngày á. À, đi câu cả ngày thì nên dùng những cây nhẹ như này, nó sẽ không có bị mỏi tay nha. Chiều dài cần là 4m5, Ryobi 4m5 nha, trọng lượng thì chỉ có là 91g nha các, 91g. Và ngọn của cây này là 0.7 ly nha các, ngọn 0.7 ly, 4m5, trọng lượng chỉ có 91g thôi ạ. Siêu nhẹ luôn nha. Rất là phù hợp các anh hay đi câu mương câu suối á, mình đi câu cả ngày nên dùng những cây này. Nó vừa nhẹ vừa gọn, mình câu cả ngày nó sẽ không có bị mỏi tay nha các. Không mỏi tay. Chiều dài 4m5 nè, ngoại hình thì còn tầm 85%, cũng có xước xát li ti nha. Nhưng mà ngọn cần nó ra thẳng tóc luôn, không có võng nha các. Ra rất là thẳng, độ cứng tầm là 3 hết ạ. Trọng lượng 91g và mã cân số 9. Mã số 9, giá của cây này giá 750.000, mã cân số 9 ạ, giá 750.000. Ryobi của Hàn Quốc nha các. Ryobi Hàn Quốc mã số 9, giá là 750.000. Và tiếp theo mã số 10 ạ. Mã 10 sở một cây cần tây 5m4 nha các. Cần câu tây 5m4, phôi carbon xoắn toàn thân. Và ngọn của cây này là 0.6 ly nha. Ngọn cần 0.6 ly, 5m4 nè. Carbon xoắn từ lóng thứ hai nha các. Xoắn từ lóng thứ hai cho mình. Cây này thì em thấy độ mới cũng còn được 90%. 90% không xước xát quá nhiều ạ. Còn được 90 nha các. Cần tay carbon 5m4. Và cần ra cũng tương đối thẳng. Tương đối thẳng, không quá võng nha. Không quá võng nha. Cây này thì phù hợp dành cho các anh thích đánh cảm giác á. Thích câu cảm giác nè. Rô phi, chép, giết đều thoải mái hết. Cái này nó cứng tầm là 2.5 hết ạ. Cần ra tương đối thẳng nha các, không có quá võng. Và độ cứng thì tầm 2.5 đến 3H. Ngọn 0.6 ly, trọng lượng 160g. Và mã cân số 10. Mã số 10 cái này sẽ có giá là 500.000 nha các. Mã số 10 giá cần 500.000 ạ. Và tiếp theo mã 11. 11 sở một cây cần tây 5m4 nha các. Chiều dài 5m4 nha các anh, và cây này là của Hàn Quốc xuất sang Nhật ạ. 5m4 cần có tổng cộng là 10 lóng tất cả nè. Độ mới thì trên 90% luôn, cần rất là sáng, rất là đẹp. Phần tay cầm này nó được làm nhám nha các anh, cầm chắc tay không có bị trơn trượt. Dài 5m4. Và ngọn sẽ là 0.6 ly ạ. Ngọn cần ngọn 0.6 ly. Lóng ngọn là nguyên zin hết nha các anh, nguyên zin. Nguyên zin nguyên bản theo cần nè. Carbon xoắn nổi tất cả các lóng ạ. Chiều dài 5m4. Ngọn sẽ là 0.6 ly và trọng lượng là 125g. Trọng lượng cần 125g ạ. Cái này thì phù hợp dành cho các anh thích đánh cảm giác cực kỳ luôn nha.
rất là cảm giác này, độ cứng thì nó khoảng tầm là 2 đến 2.5H, nhưng mà độ mới rất là cao nha các, mới 95%. Các anh xem cái màu nước sơn này, mới keng luôn nha. Mới 90-95% cây này. Và ngọn cần 0.5 ly, trọng lượng là 125 g, mã số 11 nha các, mã 11, và giá của cái này là 650.000, mã cần số 11 giá 650.000 ạ. Tiếp theo mã số 12. 12 là một cây đai hoa nha các, một cây cần tây đai hoa, hai chế độ zoom 5m7 và 6m2 ạ. Hai chế độ zoom nha các, 5m7 6m2. Và đọt của cây này là 0.6 ly ạ. Đọt cần 0.6 ly nha các. Carbon xoắn từ lóng thứ hai này. Carbon xoắn từ lóng thứ hai. Cây này cũng tương đối đẹp, em thấy cũng còn được 90% nha các, không xước xát quá nhiều. Còn được 90% và cần có hai chế độ zoom ạ. Hai chế độ zoom. Nó 6m3, 6m2 nhưng mà trọng lượng thì chỉ có 165 g thôi nha các, siêu nhẹ luôn. 6m2, 165 g, quá nhẹ ạ. Cần cũng còn mới sáng này, 90-95% nha các. Và ở 5m7 này thì độ cứng của cần tầm là 3H ạ. Tầm 3H, còn 6m2 thì nó khoảng tầm là 2.5H. Ngọn rất là nảy. Thân của cần cứng đều nha các, thân cứng đều, chỉ có ngọn nảy thôi. Ngọn là 0.6, trọng lượng 165 g, đa qua 2 chế độ zoom. Đa qua 2 chế độ zoom nha các, 5m7, 6m2. Và cây này là hàng China xuất sang Nhật ạ. Hàng China xuất Nhật, có mã cốt và tem vàng, đạt quy chuẩn của Nhật nha các. Đầy đủ. Nắp chụp nè, nắp chụp nguyên zin luôn, và túi zin đa qua đi kèm. Mã cần số 12, cây này sẽ có giá là 2.150.000. Mã cần 12 nha các, giá 2.150.000 ạ. Và tiếp theo mã số 13. Mã 13 sẽ một cây cần câu tay hãng Suyumi, dài 2m7 nha các. Cần tay lóng dài Suyumi 2m7 và cần sẽ có tổng cộng là 3 lóng. 3 lóng. Ngọn của nó màu xanh rêu như này nha các. Ngọn màu xanh rêu, 2m7, 3 lóng, và cây này nảy cũng rất là tốt nè, độ cứng 3.5 đến 4H, cứng đều, nảy cực kỳ tốt luôn. Anh nào mà câu rô phi hoặc chép giết á, ngồi mương mương suối này, mình câu dòng cá rất cảm giác nha các. Cứng đều 3.5 đến 4H. Đọt nguyên zin hết nha. Và ngọn cần sẽ là 0.8 ly, trọng lượng 60 g, mã 13. Mã cần 13 giá 500.000, mã 13 2m7 giá 500.000 ạ. Và tiếp theo mã số 14. 14 là một cây 3m6 nha các, 3m6, cần của Hàn Quốc xuất sang Nhật, phô carbon xoắn. Ngọn cần là 0.9 ly. Ngọn cần 0.9 ly, ngọn nó màu nâu nha các, màu nâu trùng màu với thân cần nha, chứ không phải màu đen ạ. Ngọn nguyên zin luôn. 3m6, cần sẽ có tổng cộng là 4 lóng tất cả. 3m6, 4 lóng nha các. Và cây này cũng cứng đều 3.5 đến 4H ạ. Cần cứng đều 3.5, 4H. Dài 3m6. Ngọn sẽ là 0.9 ly. Ngọn cần 0.9 ly và trọng lượng của cây này là 80 g. Mã cần 14 nha các. Mã số 14 giá cây này sẽ là 600.000. Mã cần số 14 giá 600. Chiều dài 36. Tiếp theo mã số 15, một cây cần tay 4m5 nha các, dòng Gold Feeling của Hàn Quốc xuất sang Nhật. Chiều dài 4m5. Ngọn cây này thì là ngọn 1 ly ạ. Ngọn cần 1 ly. Ngọn 1 ly nha các. Ngọn cũng tương đối. Những cây cần Nhật này thì các anh lưu ý giúp em nha. Cần nó sẽ mềm để mà mình câu cảm giác nè, chinh phục con cá, chứ nó không có độ cứng cao như những cây hàng nội địa chung nha. Nếu mà các anh thích những cây độ cứng cao thì mình có thể tham khảo những mẫu cần ở đầu video em vừa lên. Còn những mẫu này thì đánh cảm giác nha các, dùng kỹ thuật nhiều. Như cây 4m5 này thì ra cũng khá là thẳng, ra khá thẳng. Cứng 3H nha các. Cần cứng 3H, không quá võng. Ngọn sẽ là 1 ly, trọng lượng 120 g, mã số 15. Mã cần 15 và giá của cây này sẽ 750.000, mã 15 giá cần 750.000 ạ. Và tiếp theo mã 16, một cây Ryobi 4m8 nha các. Một cây cần tay Ryobi 4m8, phô của nó sẽ xoắn caro toàn thân như này ạ. Có nắp chụp gỗ đi kèm. Nắp chụp gỗ nha các. Và ngọn cần là ngọn 0.7 ly. Ngọn cần 0.7 ly. Carbon xoắn từ lóng thứ hai nè. Xoắn từ lóng thứ hai.
nước sơn tương đối đẹp nha các anh, cũng còn được 85-90%. Và cây 4m8 này sẽ có độ cứng là 3H ạ, cứng 3H. Cần dùng kỹ thuật nha các anh, dùng kỹ thuật nhiều, cần mềm đánh cảm giác ạ. Vì bên Nhật họ câu cũng đa số là dùng kỹ thuật rất là nhiều chứ không có câu cần bạo lực. Và cây 4m8 này cứng 3H, ngọn sẽ là 0.7 ly, trọng lượng 132g. Mã 16 ạ, mã cần 16 nha các anh, giá 1.150.000. Mã 16 giá cần 1.150.000 ạ. Và tiếp theo mã số 17 là một mẫu cần tay Herabuna nha các anh, dài 3m6, được sản xuất tại công ty ở Hàn Quốc nha. Herabuna 3m6 made in Korea này. Carbon xoắn nha các anh, có nắp chụp. Dòng này thì nó cũng có nắp chụp, có túi Herabuna đi kèm. Vượt cứng 5H ạ, chuyên câu săn hàng. Vừa cứng 5H. Đọt của cây 36 này là 1.1 nha các anh, 1.1 ly, còn trọng lượng là 98g. 4 lóng tất cả này. Vừa cứng 5H, ngọn này tốt. 36, các anh có thể câu mương suối hoa, rô phi, chép giết, cá trôi đều dòng được hết ạ. 36. Mã cần 17 nha các anh, mã 17 và giá của cây này ra 650.000. Mã cần 17 nha, giá 650.000. Và tiếp theo mã 18 là 4m5 nha các anh, Herabuna 4m5. Những cái mẫu này phôi của nó siêu dày luôn nha, phôi rất là dày và có cái khuyên để mà các anh buộc dây bảo hiểm nha. Giờ mình cần dùng thì mình lấy ra. Và dòng này phôi rất là dày, các anh muốn xem hình á, các bạn Zalo với em gửi hình phôi cho anh xem. Herabuna, hàng công ty Hàn Quốc nha các anh, 4m5 nè. Nó cũng là carbon xoắn luôn, phôi lóng bên trong thì đều giống như nhau, nên em xin phép đọc thông số nha các anh. Đọc thông số tránh mất thời gian của các anh ạ. 4m5. Ngọn 1 ly 2, trọng lượng 142g, mã cần 18 và giá cái này là 800.000. Mã 18 giá cần 800 ạ. Tiếp theo mã 19 sẽ cây 5m4 nha các anh. 5m4 này còn cứng 5H luôn. Cứng 5H, chấm đen, cả chép, trôi hoặc là các anh câu hồ dịch vụ đánh săn hàng và sông tự nhiên á, vẫn dòng thoải mái. Cần ra thẳng tưng luôn nha các anh, nó không bỏng tí nào hết. 5m4, 5H, ngọn 1.1 ly và trọng lượng ra 168g. Mã 19 ạ, mã cần 19, giá cây này là 900.000. 5m4, mã 19, giá 900 ạ. Và tiếp theo mã 20 nha các anh, 20 là một cây 6m3, Herabuna 6m3, chuyên chấm đen nè, các anh câu cá sặc ở miền Tây. Có khuyên để mà buộc dây bảo hiểm đây. Mình kéo ra nha các anh, kéo ra không dùng thì mình đóng vào thôi, cực kỳ tiện lợi, dài 6m3, còn của Hàn Quốc ạ. Và ngọn cây này là 1.1 ly, trọng lượng 224g, túi và nắp đi kèm đầy đủ. Mã số 20 giá 1.050.000, mã cần 20 giá 1.050.000 ạ. Tiếp theo 21 sẽ một cây cần tay lóng dài Nissin nha các anh. Cần tay lóng dài Nissin, cây này chiều dài của cần sẽ 7m2 nè, chiều dài 7m2. Và ngọn của cây này, ngọn cần làm ngọn 1 ly nha các anh, ngọn 1 ly. Nhưng mà nó ra rất là thẳng nha, nó không có vọng tí nào hết. Cây này cứng tốt nè, cứng tầm 5H nha các anh. Cần cứng tầm 5H. Chỉ xước sát ở lóng ngoài cùng vì hàng vận chuyển về nè. Còn các lóng bên trong thì cũng tương đối 85%, có lóng 90. Ra số là 85% nha các anh. Nissin 7m2. Ra thẳng tóc luôn nha, nó không võng, cứng 4-5H, ra cực kỳ thẳng, cứng cao 4-5H nha ta. Và ngọn sẽ là 1 ly, cây này có trọng lượng là 390g. Mã cần số 21 ạ, mã 21 và giá của cây này là 1.250.000. Mã cần 21 giá 1.250.000 ạ. Và tiếp theo mã số 22 nha ta. 22 là một cây cần tay Olympic. Một cây cần tay Olympic dài 8m1 ạ. 8m1, cây này thì nó sẽ có một cái hạ lóng 7m đi kèm nha các anh. Hạ lóng 7m đi kèm cho anh đây. Đọt to nè. Đọt khá to. Đọt 1 ly 6. Đọt 1 ly 6. Cây này thì nó có trọng lượng là 334g nha các anh. 8m1 334g. Tương đối nhẹ. Tương đối nhẹ và có một cái hạ lóng 7m đi kèm. Cứng tốt nè, cứng 5-6H nha các anh. Ngọn cần ra thẳng tóc luôn và ngoại hình thì quá đẹp rồi, 90-95% nha. Cây này ngoại hình tốt nè, 90-95%. Phôi xoắn vân toàn thân ạ.
Cần tay Olympic nha các. Cần tay Olympic dài 8m1, ngọc 1 ly 6, trọng lượng 334g và mã cần số 22. Mã 22 giá cây này sẽ 2.950.000. Mã 22 giá cần 2.950.000 ạ. Cần tay Olympic nha các, có hạ lóng đi kèm 8m1. Và tiếp theo mã 23, 23 là một cây cánh vợt đai qua nha. Cánh vợt carbon đai qua dài 5m. Cái này thì bản đời nó cao nên là nó vừa nhẹ vừa cứng nha các. Nhẹ tên luôn, nhờ rất là cứng thép chắc chắn nè. Hàng Đài Loan xuất sang Nhật ạ. 5m và trọng lượng chỉ có 420g nha các. Thường thường những như những dòng khác thì tầm này nó không phải 600 nè, 600, 620. Còn cây này thì chỉ có 420g thôi. Và sử dụng ren 10 nha các. Ren 10. Cán vợt thì họ sẽ không có giữ gì ngoại hình bằng cần nha, là nó cũng có xây xước là không tránh khỏi nha các. Không tránh khỏi. Nhờ quan trọng là không dập không gãy nè, không có ảnh hưởng đến phôi bên trong. Vừa nhẹ vừa cứng cáp. Ra thẳng tóc luôn, không võng tí nào hết. Ren 10 trọng lượng 420g, mã 23 nha các. Mã 23 và cây này có giá là 1.650.000. Mã cán vợt 23 giá 1.650 ạ. Tiếp theo 24. 24 thì em sẽ gửi đến căn một cái một vài mẫu túi nha. Một cái mẫu túi để các anh đựng phụ kiện khi mà mình đi câu nha. Và chiều dài của cái túi đầu tiên này sẽ 35cm ạ. Chiều dài 35cm, còn chiều rộng là 25cm nha các. Rộng được 25cm bên trong đây. Các anh bỏ đồ vào bên trong, bỏ phụ kiện nè, phụ kiện mình đi câu. Phụ kiện đi câu nha các. Bên ngoài là một lớp vải, đường chỉ còn đẹp nè, không có rách hay là gì hết nha các. Và cái khóa kéo vẫn còn sử dụng tốt luôn. Túi này thì mình xách nha, túi xách như này. Đây là cái đầu tiên. Và tiếp theo cái thứ hai. Thứ hai và thứ ba thì kích thước nó tương tự như nhau nha các. Tương tự như nhau. Chiều rộng là 25cm, còn về chiều dài thì túi này là 45cm nha các. Chiều dài là tổng 45cm luôn. Rộng hơn, to hơn một tí. Cũng có quai để mà xách nha các. Có quai xách. Và combo 3 cái túi này, mã số 1 giá 150.000. Combo 3 túi này, mã 1 giá 150 ạ. Và tiếp theo mã số 2 sẽ một cái túi da nha các. Một túi da. Các anh hay đi câu mưa suối hoặc mình đi câu câu cá rô, cá dí. Những dòng cần tay mà ngắn tầm 3m, 3m, 3, 3m 6 á. Lóng ngắn. Mình bỏ túi này đem theo nha các. Rất là tiện nè. Rất tiện luôn. Chất liệu nó sẽ là da. Và chiều dài là 75cm nha các. Dài 75cm. Còn về chiều rộng thì nó chỉ có 12cm thôi. Chiều rộng 12cm. Nếu mà như mà cần tay lóng ngắn thì các anh để cũng được tầm 5-6 cây nha. Để 5-6 cây thoải mái. Để cần tay 5-6 cây nha các. Bên ngoài sẽ một cái lớp da. Hai bên là lớp da nha. Cái đế nó, ở đây nó cũng cứng cứng một tí nè. Dài 75cm. Mã số 2 giá 300.000. Mã số 2 nha các, giá 300 ạ. Và cuối cùng kết thúc video hôm nay sẽ mã số 3 nè. Một cái túi 3 ngăn nha các. Một cái túi da 3 ngăn. Thì em nhớ cái mẫu này hôm trước em có về là em có về một cái túi tương tự như này luôn. Nhưng mà màu nó màu da, màu nâu. Còn hôm nay thì em về được màu trắng nè. Màu trắng nha các. Chất liệu bên ngoài cũng là da. Và túi này thì nó có 3 ngăn nha. Rất là xịn luôn. Các anh đựng cực kỳ nhiều cần. Ngăn thì mình đựng cần và mình đựng máy này, những cái túi phụ như này, đựng máy, đựng phụ kiện đều được nha các. Dây khóa kéo vẫn còn sử dụng rất là tốt này. Túi nó sẽ có 3 ngăn như này nha. Hàng bãi đã qua sử dụng thì nó không tránh khỏi những cái vết bẩn nha các. Và nó không có rách. Không rách. Quan trọng chất da vẫn còn đẹp này. Da đẹp nha các. Có một cái quai để mà mình đeo và một quai để mà xách nha. Túi 3 ngăn ạ. Túi 3 ngăn. Hai bên đều là lớp da nè. Lớp da bên ngoài nó bọc toàn thân luôn. Bọc toàn thân là đều là lớp da hết. Và đây là cái phần đế nha các. Phần đế đây. Mã cuối cùng nha. Mã số 3. Túi này sẽ có giá là 1 triệu ạ. Mã số 3 giá 1 triệu nha các. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các đã xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất ạ. Chào tạm biệt các anh.